Trung tâm IELTS chất lượng cao sẽ được đánh giá qua các tiêu chí: giáo viên có chuyên môn, quy mô lớp học nhỏ, phương pháp hiệu quả, giáo trình tinh gọn và lộ trình tiết kiệm thời gian. TDB IELTS là trung tâm IELTS cấp tốc đáp ứng tất cả các tiêu chí trên. Không chỉ cung cấp khóa học IELTS chất lượng cao, TDB IELTS còn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người học. TDB IELTS tự hào là một trong những trung tâm IELTS với tiêu chuẩn giáo viên cao nhất trên thị trường hiện nay. Học viên sẽ được học trực tiếp cùng giáo viên bản xứ, trong đó có những giáo viên là cựu giám khảo IELTS. Song song đó, học viên còn được học với giáo viên Việt Nam cam kết 100% đạt IELTS 8.0 trở lên. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm dồi dào với chuyên môn và phương pháp sư phạm cao, không những thấu hiểu được nhu cầu của từng học viên mà còn giúp đỡ học viên đạt được mục tiêu IELTS nhanh chóng. Quy mô lớp học tại TDB IELTS chỉ từ 3 đến 5 học viên. Đây là sĩ số vàng giúp học viên có cơ hội tương tác một một cùng giáo viên, thực hành hiệu quả các kiến thức đã học, không những tận tâm giảng dạy trên lớp. Giáo viên tại TDB IELTS còn luôn nhiệt tình hỗ trợ, giám sát việc học tại nhà của học viên hàng ngày. Phương pháp độc quyền TDB IELTS 102 giúp học viên tối ưu hóa thời gian và đạt mục tiêu IELTS dễ dàng hơn so với phương pháp truyền thống. Phương pháp gồm 3 giai đoạn chính: Checker, Develop, Practice, hướng dẫn học viên thực hành hiệu quả trên lớp và tại nhà, từ đó giúp học viên tiến bộ lên một level chỉ sau 102 giờ học, tương đương một tháng học tại TDB IELTS. Bên cạnh đó, không gian tại TDB IELTS chuyển premium, trung tâm sở hữu những phòng học hiện đại, cao cấp và phòng tự học miễn phí, luôn có giáo viên học vụ sẵn sàng hỗ trợ bạn. TDB IELTS cam kết chất lượng đầu ra bằng hợp đồng. Điều ưu tiên của TDB IELTS là sẽ hỗ trợ bạn mỗi ngày để bạn đạt mục tiêu đúng kế hoạch. Việc cam kết sẽ là chính sách hỗ trợ tích cực cho học viên. Với những tiêu chuẩn cao, TDB IELTS tự tin cung cấp những khóa học giúp việc học IELTS của bạn trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian nhất. Học viên sẽ đạt IELTS sau một khóa học duy nhất, lộ trình từ 4 đến 9 tháng. Nếu bạn có ít thời gian hơn, chúng tôi có khóa học cấp tốc 1 đến 3 tháng. Đặc biệt, TDB IELTS còn có các khóa IELTS Signature cao cấp. Bạn có thể học không giới hạn từ 1 đến 1 năm rưỡi. Đạt mục tiêu đã cam kết, vẫn có thể tiếp tục học miễn phí. Khóa học tại TDB IELTS phù hợp với tất cả các đối tượng, từ học sinh cấp 2, cấp 3, sinh viên, người đi làm đến các cô chú, anh chị có nhu cầu định cư. Bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ trung tâm đào tạo IELTS nào khác. Đội ngũ chuyên viên hỗ trợ đào tạo cùng giáo viên trợ giảng sẽ theo sát, đôn đốc, thúc giục, hỗ trợ học viên 24/24 theo tiến trình học của mỗi cá nhân, nhằm tối ưu thời gian học, giúp người học đạt kết quả nhanh nhất có thể. TDB luôn tin rằng giáo dục phải được xuất phát từ cái tâm của người làm giáo thì mới có thể đạt thành công thực sự. Nếu bạn đang tìm một khóa học IELTS chất lượng cao, hãy đến với TDB IELTS. TDB IELTS, học IELTS dễ dàng hơn.